Chén hoa này được tài trợ bởi If Store và hiện nay thì nó có giá tầm 1,7 triệu, 1,8 triệu gì đó. Thì mình sẽ để link ở phía dưới cùng với cái code giảm giá, đó là tên kênh YouTube của mình Kiên Fagan, để có thể giảm giá 10% khi các bạn hỏi mua sản phẩm này. Hi, xin chào các bạn đã trở lại với YouTube của mình. Trên tay mình đây đang là một chén hoa mà thời gian gần đây thì mình thấy rằng là có khá nhiều người đang bán nó, và đến ngày hôm nay thì mình đã thẩm qua em nó vài lần và thực sự là mùi hương của em nó khá là ngon. Đó chính là Fan Coffee đến từ một nhà nước hoa Dubai, thì mình sẽ để tên ở phần phía dưới hoặc là cái phần mô tả video nhá. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là mùi hương này có gì nhá. Và trước khi vào video thì đừng quên việc like, share và ấn nút đăng ký nếu như chưa theo dõi kênh của mình, và ấn nút chuông để nhận được những cái video mới nhất. Và đừng quên một việc nữa là có thể donate cho mình nếu như các bạn thấy video của mình hay. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta đến phần ngoại hình của chai nước hoa này, thì nó có thiết kế hình khối vuông và cái phần thân chai thì được sơn bằng cái màu nâu cà phê rất là đẹp. Cái phần mặt trước thì nó có chữ Fan Coffee là tên của chai nước hoa, còn cái phần đằng sau thì nó sẽ có chữ thương hiệu này, rồi order perfume, và đây là một chai nước hoa 100ml. Còn cái phần vòi xịt thì nó có nó được mạ vàng. Cái phần nắp chai của chai nước hoa này thì nó có thiết kế khá là giống với những cái chai những cái nắp cao cấp của nhà Giorgio Armani. Và có một cái điều mà các bạn nên cân nhắc về cái phần ngoại hình chai nước hoa này, đó là cái vấn đề bảo quản. Khi mà các bạn xịt chai nước hoa này mà các bạn không xịt dứt khoát, mà các bạn xịt nửa tay thì nó sẽ bị lích ra, hay là các bạn dùng để chiết ấy thì nó bị lích ra, thì toàn bộ cái phần nước hoa nó sẽ dây ra đây và nó sẽ bay hết cái phần mạ và cả cái phần vòi lẫn cái phần thân chai này. Thì nhìn chai này nó rất là kinh khủng, rất là tởm. Mình đã cầm chai nước hoa của em mình, nên là cái đấy là cái điều mà các bạn cần cân nhắc duy nhất về cái phần ngoại hình của chai nước hoa này thôi. Còn về phần mùi hương của chai nước hoa này thì các bạn không phải đi đâu xa cả, mà các bạn rất dễ để có thể hình dung. Nếu như các bạn nào mà ở Hà Nội thì các bạn có thể đi qua cái tiệm bánh Pavarotti ở cái phố Lương Văn Can giao với Hàng Gai, thì mỗi lần đi qua đấy thì mình ngửi thì cái mùi rất đặc trưng của cái tiệm bánh đấy, đó là cái mùi bánh này nướng có phần hơi hơi cháy nhẹ một chút, cùng với cái mùi ngọt của sô-cô-la và cacao. Thì cái mùi hương này khi mà các bạn xịt ra thì nó rất giống đến như vậy, gần như là giống đến tầm 90-95%. Chỉ là mùi hương này thì nó có phần dày hơn và mùi có cảm giác nó cháy khét hơn một chút thôi. Và dry down về sau thì nó lại là một cái mùi rất là quen thuộc với cái tuổi thơ bạn nào tầm những bạn 8X hoặc là đầu 9X ấy, mà các bạn ăn những cái gọi là cái kẹo dừa Bến Tre ấy, cái kẹo dừa mà bọc bằng cái lớp giấy kiểu mỏng mỏng ấy, mà cái lớp giấy đấy mình nhớ là vẫn có thể ăn được luôn, ăn chung luôn với cái cả kẹo. Thì cái mùi hương này về sau thì cái độ cháy nó sẽ bớt đi, mà cái độ ngọt của dừa đúng cái cảm giác một cái kẹo dừa luôn. Thì chính xác đó là toàn bộ về mùi hương này, rất dễ để các bạn có thể hình dung. Với một cái mùi hương có thiên hướng ngọt như vậy thì chai nước hoa này nó bám tỏa rất là tốt, nhưng mà trên da mình nó lưu được khoảng tầm 10 tiếng đồng hồ và nó độ tỏa hương tầm một cánh tay. Và đặc biệt là khi các bạn xịt ra thì mình nghĩ là đầu ngõ đến cuối ngõ có thể ngửi thấy. Đấy, nên là mùi hương này là chắc chắn rồi, là nó sẽ chỉ sử dụng vào những ngày trời mát rời hoặc là ngày mùa đông thôi. Còn nếu mà những cái ngày mùa hè sắp tới thì em này các bạn nên hạn chế, và các bạn chỉ có thể xịt vào trong môi trường văn phòng mà đi kiểu hẹn hò trong những cái nhà hàng có điều hòa hay là những quán bar bắp rồi. Đó, với cái độ tuổi và cái phong cách thì mình nghĩ rằng là chai nước hoa này thì nó không có cái giới hạn về độ tuổi lắm. Còn về cái phong cách mình nghĩ rằng là các bạn nên để ý về cái vấn đề là cái người mà các bạn tiếp xúc ấy thì người ta có thích cái gu cái mùi ngọt kiểu đồ ăn hay không. Nếu như người ta không thích thì mình nghĩ là mùi hương này nó sẽ gây khó chịu. Nhưng mà nếu mà người ta mà các chị em mà thích những cái mùi ngọt thì chắc chắn đây là một cái mùi mà sẽ gây được ấn tượng rất tốt và sẽ để lại cho người ta một cái cảm xúc gọi là mình ngửi kiểu rất là thân quen, rất là quen thuộc ấy. Vậy thì chốt lại, có nên mua em nói không? Thì mình nghĩ rằng là nếu như các bạn nào mà học sinh sinh viên không có quá nhiều tiền mà các bạn thích một cái mùi nó bám tỏa tốt, có cái xu hướng đồ ăn và nó kiểu gần gũi quen thuộc với những bạn kiểu 8X, 9X thì đây chắc chắn là một cái mùi hương các bạn nên sở hữu. 100ml nó 1,7 triệu, 1,8 triệu thì nó rất là rẻ để có thể sử dụng em nó vào mùa đông và mùa thu sắp tới. Nếu như bạn nào đã sử dụng qua chai nước hoa này rồi thì cũng hãy bình luận ở phía dưới để cho mọi người cùng biết nhá. Và đừng quên like, share và ấn nút theo dõi cùng nút chuông ở bên cạnh. Còn bây giờ thì xin chào em lại. Bye bye. Bye.